Chú này chói luôn nè. Sài Gòn xuống đây chói cua nha. Chói kiểu mới luôn. Mày cua lọc mà. Chói kiểu mới nè. Trời kẹp vô luôn đi. Chói mày luôn hai cạn trậu. Cua lọc mà. Đứng lên quay đi. Được chưa? Kể con. Con làm gì con làm. Mà con đậu đi con phụ cha. Không không. Cứu người ta để người ta. Đậu không? Giờ tôi thả luôn muốn chạy. Cái bự nó hiện gặp cô nhỏ nãy giờ bị mất rồi. Quay hết luôn chắc. Này mới lột được từng lấy. Quay bự mất khỏe rồi. Sao con bự này? Bỏ cái lò kia để nó đẹp bán xuống. Con kia đi kìa. Con nói đó. Bắt kia đi. Con nói đi. Mắt cua là phải quay lên. Vậy để về thành phố là không biết. Hey. Cua về còn cua đi cũng là đập lọc rồi ấy thôi, có gì đâu. Ngón dịnh cái gầm dây này nè. Đúng rồi, cho nó vô đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nó ra máu luôn, cho ra ngoài cái máu này. Được chưa? Có thấy mặt chú không? Nè. Giới thiệu luôn. Giới thiệu nói đi. Rồi là về đâu là ở đâu? Bữa nay dân Sài Gòn xuống Bạc Liêu đổ được mấy con cua phái quá giờ chối nè. Chối mấy con cua nè. Được mày. Được. Đưa. Còn mà. Được, chút còn lại. Mấy con mà để tôi cầm cái tôi thả. Đi đây, vô đây, thôi hả? Quá dễ rồi. Chú sao? Muốn thành cua siêu nhân không? Lấy thêm mới dây dây nữa chối luôn. Cái này là chối làm sao cho đừng chạy là được rồi. Đúng. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Còn ít chảy ở đó cua. Nó già cua. Đúng không? Cái thiên nhiên này ngon chứ. Tôi câu hết sảy rồi. Tôi bò cũng chạy rồi. Câu con cua tôi có không nào. Câu bò đấu được nhưng mà con cua là con thế nó khác. Heo nó khác rồi. Nó không như không lúng. Thấy điềm rè đó mà sống. Nè, cháu đang ở thành phố xuống nè bắt là hai con cua nè. Nè, ông bắt cái giò ủng ngắt. Bây giờ ông bớt cái giò nè, cứ thế nào mà ông biết rồi. Trời ơi, tử ông kêu đi chứ, chọc cái ai vậy, có một cái vậy. Thử cua là có thử cái bắn cái yến, bắn yến trứng như thế nào á. Nè, cầm luôn coi. Luyện vậy như thế nào. Ông luyện ghê. Để đây chị, tôi luyện cho. Sáng mai ra đồ. Nó dữ kìa. Con này nó ngon nè. Sáng mai ra đồ, đổ cái đó. Con cua ngon á. Sáng mai ra đổ cái nữa. Có bên này. Cái mé bên này nè nó cứng là cái đó mà nghe cứng là cứng gì sao nhưng mà bánh cái này không cua này ngon hết trơn à không con nào dở nè mày bấm cái yếm chứ đâu bấm cái này không á nếu như bấm cái mu á bấm cái yếm gì đây nè mu trên nó hả bên hông á bên hông cái mu á đây nè nó cứng là được chắc này ngón tay cái tôi nè nhớ ngay giờ bốt về chảnh mua cua phải về bấm cái đó thì biết bấm chỗ nào ngon á mình lựa ăn á mày biết mình biết mình biết còn nó là đổ kiểu sắt Mày để vô bóp vô mai mua cái này. Cái này nó là cái dạng cua lọc phải không? Mời xuống ông xì xuống dạng cua lọc phải không? Có bán. Chừng nào về. Cua này dạng cua lọc nè. Ôi chó mềm. Không thể. Con này có này ngon nè, con Hải đâu ngon nè. Con này là con cua già. Con này tệ 400 gram. Cắt ra vô già. Chưa. Con cua của con đó mày gì con cua tôi trói không giải ra mày mấy lúc này mà ở đây giữ rồi con đâu hả hay trăm mấy càng nó còn hết đâu quá nó bẹp phiêu nó bẹp cái mệt rồi à trói trói dài đó mà có đó tôi không có trói à cua này là chừng 200 mấy rồi đã mà đặt 400 không phải không con này chạy 300 gram á 200 mấy ba con cái này là ký á 200 mấy với lại 300 cái bên nè con này hai nói nhiều 300 gram đó chúng ta thử coi. Hãy subscribe.
biết tôi từng bắt cua mà không biết bắt cua ông còn chưa có trí ông ơi. Ông này dễ dính nữa nè bự ông ấy. Ông ấy ông lắc sao nó mà cua đồng chưa có bị lớn rồi thôi cua đồng chưa móc cua đến còn quái không cua 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 biển này móc hay lắm nha móc không biết móc khỏi gan cua rùa nó ra rùa to tại gãy hai càng thành lợi rùa gãy hai càng lớn à gãy hai càng lớn thành lợi rùa đâu thành cua nữa rồi gặm cạn luôn rồi lên giữ à Sài Gòn giữ à như đây còn hang nữa nè hết rồi nè con nó mềm hay gì á mới không kẹp á rồi kể nó đi nó mới vô anh á nhìn thấy cạn mà cạn tại luôn sợ lên là bợ tiến trình lên là không thôi môi cua thôi đừng có môi điện thoại thôi được rồi bà trời giấu chừng đó môi cua mà môi luôn điện thoại cho giùm cái ông từ dưới này nè thôi bỏ dưới này nè trà chứ thôi bỏ túi bình bỏ túi áo bảy đây em phải là hương đồng gió nội còn đây là hương đồng gió biển gà lại là chú sáu để cái giò vô nghe con diện dính nha nhái bọc chứ lúc nào đập mới dính không cua không dính đâu con diện dính con ngựa dính luôn rồi cưng lại cưng đạp lấy giò cưng đạp vô ngay đó đó trời là mình chết sáng này nghe không để đặt quá không ông cũng là đó, đâm nhà xuống rồi ông đè xuống. Còn mấy con ke là nó chung nha. Mấy con ke là nó chung ngang đây nè. Chung cái bảy kinh nghiệm. Ke là nó chung ngang. Chồng vô phải không? Nó đi nó móc dính. Đạp cái cây đó là đạp chụp xuống nhảy chốt. Ở đó cũng có bảy mổ uy gan gì luôn. Bảy mổ ông móc cái này nè, mổ xuống dính đầu. Chốt luôn mà.
Nè, đây nè, đây là đặc sản của Bạc Liêu. Đặc sản Bạc Liêu. Bạc Liêu đặc sản là gì? Muối á. Cần xé vậy là 4 trong hàng nè, quá rẻ. Muối trong đó là 4 trong hàng, quá rẻ luôn. Đầy muối, đầy cần xé muối 40 ngàn. 40 ngàn. Ông à, xé đó gánh nè, gánh này, gánh này cái xé vậy cũng có 80. Xé mà lớn đó. Xé mà lớn rồi. Hôm ấy Sài Gòn thử thách đi ăn hết tô muối là thành Phật. Bây giờ đi cặp cặp này dám có cua luôn rồi. Còn cái đó của ai mày là cái giới của nhà. Nhánh để vô chai nước vài bữa ra rễ luôn. Ừ, ra rễ chùm chùm luôn. Giờ đang ngồi tập trung nhậu nè. Lên đồ ra đây lắc đi ra đi ở đây đi luôn. Ở trong kia thì đang ăn cơm. Có nguyên đó không? Hết ông đồ mấy giờ này cặp bọn đồ cũng nhiều lắm rồi. Nguyên cái luôn. Vô. Vô đi hồi ra. Vô.